thì anh cứ liên hệ vào cái địa chỉ mail đó. Này của nước nào? Dạ, cái này thì của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Lực hả? Thêm lực hả? Không có ăn dịch để cho nó đừng có bị bắn lại. Cua qua đây cái sắm mấy thùng đựng thùng luôn. Cái này xài cho mấy cái làm mấy cái salon spa này kia hoặc là bên làm mấy cái spa đó mấy cái kia. Nhưng mà mình làm ở bên ngoài công trình bên ngoài mà không có điện, không có điện thì hoặc là máy nén để xài. Cái đó là nó báo cho mình mấy cái chiều dài, cái đích của cái máy, cái này hậu đại. Dạ, đúng rồi. Cái này cái nó bao nhiêu máy thật? 308 anh. Dạ, 24 nhưng mà mình rồi, có tới 2 hợp đích. 2 hợp mới nữa, 383.000. Nó sẽ nghe nó cắt là nó cắt mình cái này nè. Cái này bấm không có thế. Không có bị đứt như những cái loại thông thường. Ở dưới này anh có cái để mình cắt. Nó có cái ngàm cắt. Cái này giá nhiêu? Cái này là 506. Cho nó cắt rất là ngọt. Đẹp ha. Cái nhập với ngon cân cái nhựa đẹp. Cắt ngọt á. Mấy cái size này nếu mà cắt bình thường cắt bằng mấy cây kìm nát nó rất là khó. Với lại đây nó có cho thì mình mấy cái gần lựa chọn để mình bấm tốt. Nhiều. Đa năng, đa năng. Cái này á, cái để mình dịch về cái thước cái dây. Thước cái dây, cái đoạn dây mà mình vô lại mở lý á, ngọt ha, dạ chắc ngọt. Cần thiết chỉnh thì mình chỉ cần mình xoay có ngón áp này, cái này là ngón áp để mình chỉnh. Cái đen đen như làm gì? Cái này búa bỏ rễ này nước vị. À. Cái này hà xong anh mình đổ ra đây. Mấy cái gốc sẽ ngọt, gốc cũng không. À. Mấy gốc cái này là anh. À. Gõ vô. Anh cũng xài là anh cũng phải cái đục. À. Cái này là không cần. Cái này cũng mua rồi. Cái này là đúng như vậy hết rồi. Dạ. À. Dạ. Cái sắn sắn ở dưới là nó rung à. Cái này là nó cỡ lại cái tay mình lúc mình làm. Thì khi em cỏ, nếu mà anh cỏ trực tiếp xuống cái kim loại tức là nó sẽ có cái độ này. Đầu tay. Nếu mà anh làm mà cái bộ cứng
cái đầu xe đất này vậy. Chân thường, chân thường. Nó gãy luôn cái thành của. Còn cái này thì cũng là. Đúng rồi, nó hay cái chỗ xoắn xoắn, cái xoắn xoắn nó giảm lực. Giảm lực, nhưng mà khi mà anh gõ xuống, anh gõ liên tục, nó lại tăng cái độ này, tăng cái nhát này. Đỡ hao. Hay, cũng hay. Trước đây nếu mà mình làm thì cứ bắt buộc là phải cầm một tay, cầm đục một tay anh cầm cái cuốn. Còn cái này cũng không biết tới. Cái này sạc à? Dạ đúng rồi, sạc trực tiếp tay nó đổ sạc. Ừ. Anh mai cắm sạc thì nó sẽ hiển thị lên một đèn này. Khi nào mà này kia thì nó sẽ báo. Thằng này nó có bao nhiêu, dùng được bao nhiêu chức năng? Cái này thì nếu mà nói là chức năng chính của nó là 2 chức năng. Ờ. Mặt quân. Cái này nếu mà trường hợp anh làm đối với những cái vít sâu bên trong. Còn nếu mà anh làm vít nông, ví dụ như các tủ kệ rồi cái kia, thì anh có thể sử dụng cái dạng này. Em vít này. Còn cái chức năng thứ hai là để anh tháo cái đầu xuống cách nhỏ, cái ống nhập nhỏ. Để anh có thể sử dụng cái con này. Mình giới thưởng con rồi. Ở đây giờ không có con ốc nào. Còn không vậy? Anh có ví dụ. Máy này giờ nhiêu? Trước mình bán con này là 500 nghìn một con. Đây là đối với cái dạng bằng quang à. Bắt vô bắn là tháo bắt hết rồi. Tháo bắt này rồi. Là ví dụ đối với cái con ốc mà nó cứ ở bên trong thì có thể dùng cái này. Nhưng mà nếu mà anh có cái lỗ rồi nha. Nếu mà muốn tháo ra anh đổi rồi. Bằng cái nút này thôi. Bấm nút là tháo. Dạ. Đó là nút đổi hai bên. Đây này. Nếu mà anh bấm bên tay phải, phía bên phải là nó sẽ là bắt vào. Còn bấm bên tay trái, nó sẽ là tháo ra. Lưu ý nếu mà anh bấm như thế này, tức là hai bên nó đều với nhau. Thế này nó sẽ là khóa gài luôn. Không cho phép mình ngoài. Ở đây nó có cái nút để mình mở cái đèn led đây. Để mình mở khi mà mình làm ở những cái nơi nó hút, nó bị tối. Nó tiện cái chỗ là sạc pin á, nó không có lúc sau mà thả bỏ cái dây ra nó không có, tại đi làm mà cắm dây nó lằng nhằng lắm. Dạ đúng rồi, cái này hay dạ, đó có thể. Sạc pin được bao lâu, xài được bao lâu? Cái này thì nó vẫn chưa có cái thông số chính thức, nhưng mà quan trọng là do cái con ốc mình tháo mình bắt nó dài hay nó ngắn, với lại cái cột cái vị trí mình bắt nó bắt đâu. Sạc điện lâu không, bao lâu đấy? Cái này thì cái lần đầu sạc mình cũng phải sạc khoảng tầm 4 tiếng là đầy. 6 tiếng, yeah, nó đầy. Vậy bằng cái điện thoại? Dạ, nó phải. Nhưng mà xài được ngày không? Dạ không, cái này nếu mà bắt liên tục thì anh chạy được khoảng tầm tiếng. Tiếng à? Dạ. Liên tục thì được tiếng. Dạ. Vậy thì nó cũng mất tiền, tại vì người ta làm một ngày đó là sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng. Dạ. Thì cái ít nhất phải chạy được 4 tiếng. Dạ đúng rồi. Chứ không nó đang chạy nửa chừng hết pin rồi. Sử dụng dạng gia đình thôi. À. Còn nếu mà anh công trình mà làm đã sử dụng cái loại máy luôn, cũng là máy bóc bịch của Patina này luôn. À. Dạ, cái con đó thì nó cho mình 3 tiếng. Dạ. Đúng rồi, một ngày ta buổi nó làm 4 tiếng, bốn dạ, tiếng sau nghỉ trưa là sạc pin. Dạ không, tại vì cái loại đó là nó sẽ có một pin phụ. À, pin phụ. Máy của nó là gồm có một cái thân máy, một pin chính, một pin phụ với bộ sạc. Nhưng mà cái đó thì nó lại không có cái bộ này. Nó không có những cái đi kèm này. Okay. Dạ, mà mình có thể mình trang bị mua thêm những cái bộ này để mình sử dụng cho cái cây đó. Ok ok. Đó là chỉ có bên mình có thôi. Rồi. Không là không ai có hết trơn á. Cái này cái kia là kìm bằng rào, nó vừa tăng cái độ này cắt cắt cái cọng kẽm. Rồi. Tại cọng kẽm vô nó cắt một cái đứt liền. À. À. Dễ luôn, dễ luôn. À, vô cái này vô cọng kẽm đưa vô là cắt một đứt cọng kẽm liền. Không phải nhây nhây đúng không? Rồi. Cây cọc kẽm mấy kiềm khác phải nhây mới đứt đúng không? Còn cái này bắn bụp cái đứt luôn đúng không? Không, nó đó. Nó đứt luôn. Đứt luôn, nhưng mà tại cái này nó bị miếng nhây nhây nó phải được, nó cứng á. À. Sẽ đứt liền. Cứng thì làm cũng phải cái này là đóng xuống. À. Cái này đóng xuống à, đóng xuống. Con này khi gãy xuống rồi cần cái đầu mà cái kia cái đinh mà nó quéo xuống móc lên móc lên đóng
nhổ đinh, nhổ đinh và đóng đinh đúng không? Còn hai vụ cái sợi dây vậy đi. Rồi kẽm á, rồi sấy kẽm cho nước siết cái gờ. Siết kẽm lại không? Siết kẽm là nó cầm lại nó siết nè. Rồi. Siết rồi giống như kẽm thôi. Siết kẽm cho kẽm nó đi vô cứng rồi cái là chừa gạo lấy nhiệm vụ nó vậy thôi. Đó, còn tùy theo. Rồi. Kia là đặc biệt con này là ép mấy cái vô cái sợi dây có vô cái đầu này đi, mình muốn ép đầu này để đè xuống đôi ra này, ép xuống chắc luôn. Cái kim này chỉ có hãng Camontina này có thôi chứ không ai có. Đây là kim độc quyền luôn. Rồi, nhưng mà chức năng đúng không? Nhiều chức năng lắm, đa năng, cắt, làm hàng rào, xiết rào xiên rào, đóng, móc đinh lên. Đinh. À, còn này là ép. Ép. Ép cốt. Trời. Giá cái này khoảng 300.000. 300.000. Cực kỳ hiếm luôn. Hay là dụng cụ đúc đinh. Đúc đinh, đúc đinh. Cái nó đặc biệt, cái là đúc đinh nó thường thường á, mình biết đúc đinh là cái kỳ đúng thôi, nhưng mà cái này á nó đưa ra một cái đúc đinh mà đặc biệt mấy anh kia không được có, là giống như là 1 2 3 4 con cái kiểu đúc đinh 4 loại đầu thì có đơn giản, nhưng mà nó có thêm một cái tính năng đặc biệt, nó là lắc léo. Đầu lắc léo, có nghĩa là mình thấy là vô mình thấy rút lên vậy cũng được. Vậy được, vô ngàm dưới sâu rồi, bấm lên rồi. Đầu lắc léo theo mình theo cái cộng mình. Đúng. Cái là chỉ có cái hãng này có thôi. Độc quyền luôn, độc quyền. Bây giờ giới thiệu nhiều khi cái này họ không biết luôn. Đúng. Làm gì có năng này, mà sao được rút được, nhưng mà đưa vô thực tế. Đúng. Này nó nghĩ ra, nó nghĩ ra là chú đáo đó. Hãng nghĩ ra cái chiêu hay. Là cái này. À, này có Đài Loan mới có, Đài Loan có mấy hải lo nó biết được là y vàng vàng. Cái này gọi là gõ rỉ. Gõ rỉ thường mình làm cái búa, mình vô lấy cầm cái búa này mình đóng bầm xuống, mình đóng vậy thì cái nó ảnh hưởng cái môi đường môi hàng nên nó yếu đi. Nhưng mà cái này á gần rõ là còn một cái lực vừa đủ để có hàng ra rồi, cái đầu nó sắc mà là cho cái món hàng nó đẩy ra, rớt ra mà phải nhẹ tay không ngủ tay nữa, đổ đung đẩy rớt ra. Trời, ok. Ai có luôn, ví dụ ha, tất cả các thước dây, là thước dây là rồi bọc chống sóc là bình thường không? Trời. Thước dây nhiều lỗ, nhưng mà thước dây này có đặc biệt một cái là nó có hai đầu móc ở đây, đầu móc ở đây. Móc đây mình kéo ra được, móc đây nó ra được. Mà khi mình móc ra mình kéo nhiêu phải giữ nhiêu. Chưa trên thế giới chưa có cái hãng nào mà vừa móc ra giữ, chỉ có một cái này là móc gì nhiêu nó tiện, mình đỡ bóp vậy ha. Anh ơi, cái đây anh phải bóp lại nó giữ lại. Không, còn đây anh kéo ra anh giữ luôn. Không bóp. Thôi không bóp, bóp. Mà khi mà không hết bóp cái lại chạy quay cho vô. Đó, nó tiết kiệm đây là nó vừa chính xác, mình tiết kiệm được cái thao tác mình. Cái ít thao tác đi. Rồi chính xác, chạy vô không? Đó. Mà hai đầu móc trên, móc dưới là được hết. Đó. Không? Mình móc đâu này. Không? Đó, con này sẽ đi về móc. Có mấy kia là chịu chết, đâu móc được. Được cái thường á, đâu móc được vậy. Đó, vậy cái này móc được vậy. Thì móc được, móc ngàm dưới, móc này được vậy. Không? Móc cầm trên thì móc vẫn được. Ok không? Hai đầu móc luôn, móc dưới vẫn được. Hay. Hay nó đặc biệt. Cái thằng ngày này là của thằng Camontina xuất xứ ra xuyên luôn. Cái thằng ngày đặc biệt nó bốn bánh xe là định hướng nha, hai bánh xe đẩy, hai xe trước định hướng ta đi nó lệch chạy bảy bả. Hai là còn cái ngăn đặc biệt, cái ngăn kéo là cứ mà bằng thanh dây thôi, nhưng mà khi mà anh kéo cái này ra rồi, là anh kéo này ra rồi là anh không thể kéo được cái này ra. Cái nhiệm vụ nó lại để làm gì? Đó là khi nó sợ là mình mà đổ đồ hay là đổ một lượt xuống rồi nó đổ ra hết đổ, nhưng mà có đổ thì nữa nó đã đổ một ngăn thôi, đúng. Không đổ hai nữa là khi mình kéo nhiều ngăn ra quá thì cái trọng lượng nghiêng đây nó lật cái bàn, lật hết cái lật cửa, còn này đúng. Nó làm gì nó không lật cửa. Anh đô này mới nở cái này kia nè, nó có gì nó ngàm trong mà nó không lật nguyên cái thùng, nó cái đó có hệ thống khóa nằm ở đằng sau này nè. Nó giữ lại cái khóa, nó chuyển động đặc biệt nằm ở đằng sau, đúng rồi, nó phải bên đó, nó phải có đối chồng á, đối chồng nó hệ thống khóa, hệ thống khóa nó làm cho, đúng rồi, coi trong thực tế là nhiều cái thùng nó bị lật con bên luôn, coi đó lần thứ năm làm nó lật, nay không ra lật ra một con kéo không lật, nhưng mà ra hết con kéo là lật thùng nặng lật thùng. Đây còn cái thùng bằng bàn kia có gì đặc biệt không? Này hả?
đây con đây hàng triệu hoa trên thế giới rồi, cái này nè bán rất là chạy, chỉ lãi rồi bán 200 thùng rồi đó. Bao nhiêu tiền cái thùng này? Một cái thùng này chỉ có 170 ngàn. Nó có chức năng gì trong đó? Để đồ hả? Cái năng nó là để định dụng nghề mà để nói lý do nó là tại sao nữa. Sao tại sao mà nó chắc chắn. Tại vì nó đầu tiên nó thiết kế là theo cái đường gân này. Mấy người khác không gần nhiều vậy. Gân rất là gân nhiều vậy. Gân này gì nó tăng cái thùng nó cứng lên. Đúng rồi. Nó cứng ở ngoài đây. Chính xác. Nó làm được ha. Gân gây ra đây để cho chỉ thử tăng lên. Bên đây nó cũng làm gân. Đó. Nghĩa này cho cái lực. Để đồ nhiều nó không bể đúng không? Không nứt, không bể. Lỡ mà thở á, gớt, ngồi lên. Gớt còn ngồi, nó không bể. Mấy khác ngồi lên rồi sụm đụng luôn. Đúng rồi. Con này ngồi lên sao nhà. Hơn cái tinh lây cho đó. Bảy dục, còn cái thùng đỏ này ở đây nó nhiêu? Dạ. Thùng đỏ này giá hả? Giá nó là 9 triệu. 9 triệu hả? Triệu. Kích thước là cái nước nó là nửa mét. Nửa mét, chiều cao 800 ly. Không 8 mét. Chiều cao lên chắc được mét không? Không được mét đâu. 800 800 phải không? 800. Đo luôn. Bao nhiêu? 800. 800. 850. Còn bề ngang bề rộng. Năm trăm rưỡi. Thằng kia chắc được 400 không? 400. 500. Rồi ok. Giá nó là chất lượng luôn. Nó làm mà thích cái này cái đầu nè. Bao cực kỳ cứng mà không bị xúc, đúng là bình thường mà. Nó cái xúc này nó đúc ở trong luôn. Thì không bị xúc. Hai đó là nó làm bằng vật liệu là rôm vanadium. Vật liệu đặc biệt. Cái đó là bao xài không ngỡ mua cái đầu này mà cái này xét này gì. Không rỉ xét. Xét rồi. Nó bao là chất lượng. Cái đầu nó thấy đầu nó cái ngắn 100 nên nó hít được. Vừa hít vừa chắc. Giá này nhiêu? Cái giá này ha là 56 ngàn. Cho cái đầu vít là cho đầu vít này là 8 200. Đầu vít là đầu vít 8 dài 200. 200 này đó là 200 chỉ có nói là cái từ dài cái thân vít nha, chứ không nói cán nha. Tụng luôn cán là 300. Đây không? Ok. Có cán. Rồi. Sợ đổ đồ, chấm lấy cái mà nó không cần á. Giả lên nó tan không đều á. Cái này thì giá mình so với những cái hãng khác thì mình cạnh tranh hơn không? Giá mình đó cạnh tranh hơn nhiều. Giá rất là cạnh tranh. Chỉ có 143.000 một cái. 143.000. Dạ đúng rồi. Rồi giá thông thường thị trường là phải bao nhiêu? Cái này nếu mà giá thị trường những cái hãng khác thì nó nằm tầm khoảng 160. Dạ. Mình 143. Dạ. Để gần 20. Dạ. Đó là một cái nữa là cái này của tụi em thì nó chỉ cho mình cái mức tải là 100 kg. 100 kg. Dạ đúng. Còn cái 160 của anh ta thì được bao nhiêu ký? Cái loại kia thì theo thông số thì khoảng 80. Có một số thì nó cũng sẽ để là tức là của mình là giá mềm hơn nhưng mà mình được cái trọng lượng nặng hơn. Ok. Khi mà anh sử dụng anh chỉ cần anh để lên cái bề mặt phẳng gài cái này nhờ cứng khi mà anh gài thì nó sẽ bắt đầu nó kéo rút ra nhiều như mình thường thường mình nó hết vậy thôi còn vô mấy chỗ mà khó thì sao bỏ phải không. Khi mà mình móc lên thì đã hết xong rồi, di chuyển cái tấm kiếng xong rồi. Cái này có ra xin. Rồi kìa. Mình đi nào. Không được, không điệu. Cắt ra là từ nhảy ra. Không. Cắt ra bên ra luôn. Cắt một kẹp. Nó đang bị bung ngang.